Các bạn muốn xóa lịch sử, truy cập một toàn bộ các file mà các bạn đã truy cập trên ứng dụng Word của các bạn, thì các bạn kích vào một file bất kỳ, các bạn chọn chỗ file Clear Unspins Document và các bạn ấn OK. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh mình. Trong video ngày hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách các bạn xem và xóa cũng như ảnh các lịch sử khi các bạn mở và sử dụng các file Word. Để các bạn xem lại lịch sử và các bạn đã sử dụng các file Word thì các bạn chỉ cần kích chọn icon của file Word. Thì ngay lập tức hiện ra ngay bạn có bằng gì xem. Sau đây là ngày mai, yesterday, ngày hôm qua và older là rất lâu về trước. Rất nhiều các file bạn đã từng xem và từng mở ra ở đây. Tại đây, ở cái file Word Reader này của mình đang quăng Word thì file PDF sang file Word thì cũng hiển thị ở trong phần này của mình luôn. Đấy là cách mà bạn xem lại lịch sử của file Word. Các bạn ấn kết sử bỏ qua. Khi bạn mở mới một cái file Word rồi thì cách các bạn xem lại như sau. Các bạn kích vào file thì trong phần nhìn xem này chúng ta hiển thị lại tất cả những cái file Word mà bạn đã từng mở. Nếu các bạn đang sử dụng bằng chính cá nhân của bạn thì việc lưu lại lịch sử của bạn sử dụng file Word này nhỉ? Hết thì bình thường. Các bạn đang dùng tại cơ quan hay công ty của bạn thì các bạn lưu lại những cái lịch sử sử dụng các ứng dụng này rất không nên. Và đôi khi bạn không muốn cho người khác xem những lịch sử bạn sử dụng những file Word này gì, và có những file bí mật của bạn bạn không muốn cho người khác xem. Bạn có thể để những cái file ở những cái folder khác nhau, nhưng trong phòng lịch sử này của họ, họ mở ra họ có thể truy cập vào bất kỳ một file nào của bạn, kể cả là bạn đang giấu nó ở bất kỳ một vị trí nào trong máy tính. Ví dụ mình muốn mở lại lịch sử của một file mà mình đã truy cập như sau, thì kích vào đây, nặng đất nó mở luôn cái file mà mình đã từng truy cập. Để các bạn ẩn được lịch sử truy cập file Word thì các bạn kích vào phần file, các bạn chọn tab option. Ở trong cái tab option này thì bạn chọn vào tab advanced. Bạn kéo xuống và chọn vào phần display là phần hiển thị. Ở phần show list number of recent documents đang thể là hiển thị số 25 này. Là các bạn ấn vào đây, tại nó bằng 0 và bạn OK. Mình tắt file Word đi. Bây giờ mình sẽ mở lại file Word. You haven't opened any document. Tại không có bất cứ một cái lịch sử mở file Word lên. Cách vừa rồi chỉ là giúp các bạn ẩn cái lịch sử để các bạn truy cập vào file Word thôi. Và nếu như mọi người có biết cách thì mọi người hoàn toàn lấy lại cái lịch sử của bạn vừa rồi. Họ sẽ truy cập ngược lại vào phần file, họ truy cập vào phần option và họ đã truy cập vào phần advanced và họ đã tìm xuống phần display. Và họ thay đổi cái giá trị ở đây đi, họ thay giá trị vào 10 hay 20, 30 có bị để 30. Và OK, họ kích lại phần file thì lại hiển thị là toàn bộ những cách lịch sử và truy cập vào file Word. Cách thứ hai để mình hướng dẫn các bạn cách bạn xóa lịch sử mà bạn sử dụng truy cập vào các file Word. Bạn kích vào file lịch sử mà bạn truy cập vào các file ở đây. Ví dụ ở sau đây là một file đầu tiên, bạn chỉ cần kích vào file Word mà bạn muốn xóa bỏ lịch sử. Ở đây bạn có phần remove from list, có nghĩa là bạn xóa bỏ cái lịch sử này ra khỏi cái danh sách này thì bạn kích vào thôi, là remove from list. Như vậy là xong. Như vậy là bạn sẽ xóa bớt một file Word ra khỏi cái lịch sử truy cập trên ứng dụng Word của các bạn. Bạn cũng có thể xóa tăng lượng từng file trong lịch sử truy cập của bạn, hoặc các bạn có thể xóa toàn bộ lịch sử mà bạn truy cập sử dụng các file Word trên ứng dụng Word của bạn. Các bạn muốn ghim lại một file và bạn không muốn xóa là pin to list item to the list, là bạn ghim, bạn muốn giữ lại một cái file Word này thì bạn ấn vào đây. Các bạn muốn xóa lịch sử truy cập một toàn bộ các file mà các bạn đã truy cập trên ứng dụng Word của bạn thì bạn kích vào một file bất kỳ, các bạn chọn chỗ file clear unspins document và các bạn ấn OK. Như vậy là toàn bộ những cái file mà bạn đã truy cập sử dụng trên ứng dụng Word của bạn đã được xóa bỏ và chỉ giữ lại duy nhất một file mà bạn đã ghim. Và sau đó các bạn muốn xóa nốt cả cái lịch sử truy cập của file này thì bạn cứ ghim ra, thì các bạn chọn vào unspin from list và sau đó các bạn tiếp tục xóa. OK, như vậy là xong. Và video hướng dẫn hôm nay của mình tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì bạn hãy like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.